Hà Nội đúng chiều thu đẹp quá. Có gió mát, không còn nắng. Rất êm đềm, màu nó trầm nó dịu hẳn, màu mùa thu. Phía xa kia là đen đen là Keng Nam này. Keng Nam. Đây là nghệ nhân Tuấn Béo. Người thổi hồn vào lá. Đó. Nghệ nhân cây bây giờ kiêm chim cảnh á. Em trước này làm tóc này. Thế thì có vào cây thì dễ lắm. Cắt cây nó gần như là làm tóc. Chuẩn luôn. Làm cây nó cũng như gần như thợ tóc luôn. Cắt cây như kiểu cắt tóc. Đúng. Ôi ngày xưa chỉ ra làm cái gì đấy. Ngày xưa nhiều khách bạn nhờ nhổ tóc bạc, nhổ mấy tiếng đồng hồ vẫn nhổ được. Ừ, đấy. Lưu ý là đếm tóc tính tiền. Đếm tóc tính tiền. Nhổ cả ngày cũng được. Tuấn Béo này nó cắt là toàn cắt tóc đàn bà thì không cắt được không. Chắc là làm kiếm tiền cắt tóc các anh. Ngày quá nhỉ. 5 2 tháng 10 cắt tóc lần. Chứ đói à? Chuyện cắt tóc cho chị em. Không cắt tóc là không. Có cắt tóc dưới không? Đấy, đang bỏ ý là chuyên cắt cho chị em. Chuyên sửa sang tóc cho chị em. Dịch vụ chị em. Đấy, chuẩn bị xi rồi ra lò đây. Quên này là quên nó ở chỗ khác bay đến à? Hay là... À, rồi từ quan cứ bay đến này. Nó có ở đây, nó có bạn. Từ quan nó bay đến này. Ở đâu bay đến? Nó lại có thuần đâu. Đấy nó thuần nó mới còn chim tự nhiên nó nhìn thấy người nó bay mất ngay. À. Con này là con này là chỉ thích rồi. Thấy người là đến. Nếu mà nhìn thấy người là nó rúc lồng mẹ về hói hết đầu. Đúng rồi. Ừ, loại chim tự nhiên thì khó. Con này là thuần rồi thì nó mới dạn này, nó cứ từ hôm qua nó cứ ở đây suốt. Bọn đấy mà không có người là đói. Không tự kiếm ăn được. Mà có còn mấy con kia nó hót hay đến. Ừ. Hoặc là có 2-3 ngày không tưới không sao. Không, 2-3 ngày. Nhưng trong con là chịu ngày. 2-3 ngày. Mẹ cây ổi cho thằng ở dưới kia nó đang chăm hộ thì mẹ nó ngắt rồi đấy. Ngắt. Để thay nước. Ngắt. Wow. Trông bé quá là trông bé mới là nó đã ngất rồi mà cứu được cũng thành tật. Đó là cây này hôm nọ hôm trước bị ngất nên nó lại đi và đang ngất rồi, cứu nó khó phết rồi. Lại thành tật rồi. Đi mấy ngày nó tưới thì sẽ chết. Chính là tên Thành là nhiều người làm cây phết nhỉ. Thành đá Phủ Lý này, Thành Hải Phòng có mấy ông Thành, Thạch Thất cũng Thành làm cây.
Alo. Chiều qua đây ông đi luôn nhá, mấy anh em đi luôn nhá. Tôi có đi xe này không? Đi cả 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 thằng Long Mộng cả tôi các thứ đấy. Được không? Ờ. Thì đi mấy anh em đi luôn. Bây giờ phải đưa Tuấn Béo lên sóng, ổ đang tìm vợ coi là chồng chết chồng chê. Không, Tuấn là chơi sành phết đấy. Đến đây gặp Tuấn Béo. Không ngon là không sơi đâu. Sành phết đấy. Đào mà lởm nó đổi ngay. Đúng rồi. Đào mà bé là phải đổi ngay đào to. Chơi là phải cảm xúc luôn. Cái canh này bạn lấy ra được không? Có đấy em, giữ lại để em đưa ra. Không, kệ mẹ, cứ để mầm thở cho to thì nữa ấy được. Hay là cắt đi. Cắt lưng được, đưa ra được. Đưa ra luôn được, không thì để to không đưa ra. Tác động, tác động vật lý tí. Bắt làm sao 10 cành gây 8 là được. Như ông gì mà dạy làm cây trên truyền hình luôn ấy, mà làm vẫn ngoạc phát gãy đôi cây. Ô nhiều lúc bệ thì nghệ nhân là nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh ấy. Sư y ga bị gọi là nghệ nhân cấp quốc tế đấy của Việt Nam. Dạy cách vào dây ấy. Giờ vẫn còn cái đoạn ấy vì sai là được hoàn hảo. Nhiều gì thì có lúc sai sót. Nhiều khi gãy nó lại thành hay. Gãy lại chuyển đổi sang thế khác. Dây này gọi dây là mấy ly này? Đây à? Rồi. Đây là 2 ly. 2 ly. Đấy. Dùng loại này nhiều. 2 ly. Dưới. 3 ly, 4 ly. Kết thúc cây này thì em lại xin cáo lui. Hai ngày nữa gặp lại. Hai ngày nữa xong hết. Xong xuôi rồi. Làm thức nữa. Để hầu quý vị. Xem là nó phải kỹ. À. Tốt quá, quay thì chẳng cái gì. Nó kiểu như là mình là làm phim truyền hình. Tập là chiếu một tập hết thì cũng dở. Đang hay là phải kết thúc ngay phim. Chiếu một tập thì nó lại tiết mục dành cho quảng cáo hoặc là để chờ sang tuần sau xem tiếp. Mẹ hôm với thằng Quân Bình Chọc nó lại bảo là Hải Bánh nó là mẹ mày được 500 triệu một tháng tiền mẹ mày YouTube. Em có tin không? Có được không? Được. Đổi đấy khủng khiếp lắm. Không, làm sao được. Anh nghĩ mẹ mày thì mẹ tầm mấy chục thì làm sao mà 500 triệu nó quá nhiều. Mà có thể là quảng cáo hộ sản phẩm của nào ở trên đấy. Chả không, lương. Chả quảng cáo có gì, quảng cáo có gì đâu. Gì có cái gì. Ví dụ thằng nào nó thuê gọi là giới thiệu sản phẩm đó chẳng hạn. Không có, nó bán hàng. Ông Hải ông cũng bán hàng của ông ấy mà. Ừ, toàn bán hàng mẹ 500 triệu vòng chủng cái thứ. 500 triệu không có đâu, không được đâu. Quá nhiều. Quá nhiều làm sao mà được. Hôm trước thấy đi của cúp đỏ đỏ trên Yên Phụ. Cúp đấy giống của bọn trẻ con mấy cha thấy mũ nón gì. Hay
anh đi xe máy anh có thể đội mũ, cứ để cả cái đấy cho nó dài nó nhanh to. Quay đi, quay một vòng đi cho Huyền em nó đó, xì nhá. Bây giờ là không không gọi là không không chỉ cây mà cứ Tuấn mà khiêng cây nào ra là làm cái đấy. Không chỉ cây nào cũng phải làm hết. Không phải chỉ trò luôn. Anh em nào có đang chưa có thợ làm hay là muốn đổi thợ thì liên hệ với Thành nhé. Có gì gặp. Có nổ số luôn không? Hiện tại chưa tăng giá 700 một ngày một người. 3721 nhân tình. Đó. Mà thích có truyền thông đi theo thì có ngay. Tuấn Béo ơi. Cái này là ở chỗ nào anh nhỉ? Đấy, xuất xưởng nhá. Thôi em về sản xuất phim hôm nay hơi nhiều tư liệu rồi. Nào, Tuấn Béo rồi. Để tối cho các ngài còn có cái mà xem. Đấy. Em đi ra trước đi. Mặt trước vào kia. Nặng đấy. Úi xời. Đấy. Đấy. Nhìn vị rồi. Nhặt. À, cái cây ở trên bàn kia. Cây hai cây này. Cây nào tiện tay thì về thôi. Cây này sợ để đến đây nó cọc cành đấy. Không, thoải mái. Đó. Bàn này to, thoải mái. Ok. Đấy, anh thấy chưa? Thoải mái luôn. Được. Đấy, gió mát như gió biển. Đấy. Thôi lướt một vòng nữa để ăn điêu thuốc xong rồi lại về với hậu kỳ. Hậu kỳ không chỉ với đại Tuấn một mình tổ chức một chuyện làm mời khách đến chơi hay. Chẳng qua là bố không tổ chức thôi chứ thì lúc nào chưa đến dịp thì bây giờ mình nhà cửa chưa xong đấy. Đó, ô quý là kết hợp khai trương thì đẹp luôn nhỉ. Úi trời, ô quý nó gọi là nhà cửa xong nó rộng rãi chỗ này nó chật hơi chật hẹp. Bên kia còn cái cơ ngơi đang làm mỗi sàn gần 1000 mét kinh lắm. Em đây ạ.